Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bước sang tuần mới công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết tuần mới của 12 con giáp từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. 1 tử vi tuần mới tuổi Tý từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. Nói rằng tuổi Tý được bách Việt trợ mệnh nhưng chưa chắc đã tìm được đoạn tình cảm như ý. Cát tinh sẽ giúp con giáp này có thêm nhiều mối quan hệ với người khác phái, song bản mệnh có nhiều yêu cầu với đối phương nên khó lòng thành đôi vận trình tài lộc trong tuần này khá lý tưởng từ giữa tuần trở đi thần tài sẽ chỉ lối dẫn đường cho con giáp tìm kiếm được cơ hội kiếm tiền cho mình chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho thấy dù người làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều có nguồn thu đáng kể đầu tuần này đường công danh sự nghiệp của người tuổi tý có những bước tiến khá rõ rệt Thiên Ấn nhắc nhở bản mệnh hãy phát huy hết sức khả năng sáng tạo của mình trong công việc, đó là nền tảng để con giáp này có thể vươn cao vươn xa hơn trong tương lai. Thành công sẽ đến sớm thôi. Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa tuần trở đi Thiên Quan xuất hiện, kẻ tiểu nhân đang rình rập chỉ chờ con giáp này sơ hở hoặc mắc phải sai lầm là sẽ ngay lập tức chen chân vào phá hoại. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng hành động của mình nếu không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn. hai Tử vi tuần mới tuổi Sửu từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. Tử vi phương Đông hàng tuần 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu trong tuần này sẽ đón tin vui trong vận trình tình cảm. Người ấy dành sự bất ngờ khá lớn, khiến cho con giáp này không thể nào từ chối lời đề nghị tiến tới của đối phương. Bản mệnh tận hưởng những giây phút vô cùng ngọt ngào, vui vẻ đầu tuần là thời điểm tài khí cực vượng thiên tài cho thấy tiền bạc sẽ đến rất nhanh nếu con giáp này không chớp lấy cơ hội thì sẽ để lỡ mất thời cơ phát tài phát lộc tuy nhiên tài lộc của bản mệnh trong thời điểm này chủ yếu là nhờ may mắn và chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn thôi từ giữa tuần thiên cầu sẽ ngăn trở chuyện kiếm tiền của con giáp này khiến mọi sự trở nên khó khăn hơn chẳng những thế tuổi sửu còn có thể vướng phải những chuyện rắc rối không đâu khiến cho tiền bạc hao hụt khó hiểu bản mệnh cần phải hết sức thận trọng trong mọi quyết định sử dụng tiền bạc của mình đường công danh sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm bởi đầu tuần có thương quan án ngữ thái độ làm việc thiếu tập trung của con giáp này sẽ khiến cho cấp trên cảm thấy khó chịu cũng may là dần dần bản mệnh cũng nhận ra sai lầm của mình và dồn sức hơn để sửa đổi những sai lầm mình mắc phải 3. Tử vi tuần mới, tuổi dần, từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo đường tình duyên của tuổi dần có phần ảm đạm, kém sắc. Con giáp này có thể đang bối rối, hoang mang chưa biết phải quyết định ra sao trong chuyện tình cảm của mình. Mặc dù bản mệnh có cảm tình với đối phương nhưng tình cảm đó chưa đủ lớn để gọi là tình yêu bù lại vận trình công danh sự nghiệp trong tuần tiến triển khá ổn thỏa chỉ cần thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra trước đó là được con giáp này được nhiều cát thần trợ lực chính ấn cho thấy những nỗ lực của bản mệnh trong thời gian qua đã mang tới thành quả to lớn dễ thăng tiến trong thời gian tới thiên đức cát tinh trợ mệnh giúp người tuổi dần cảm thấy tự tin hơn với những việc mình đang làm con giáp này không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian vô ích bởi đủ năng lực để giải quyết công việc nhanh gọn Nhờ thế mà bản mệnh tạo ấn tượng tốt với cấp trên và có thể được giao trọng trách lớn. Về phương diện tài lộc, kiếp tài báo hiệu đầu tuần dễ mất tiền hao của thu nhập trong tuần không nhiều dù công việc khá. Có lẽ con giáp này phải chờ tới cuối tuần thì tài lộc mới bắt đầu khởi vượng, túi tiền của bản mệnh cũng sẽ rủng rỉnh hơn. Người kinh doanh có thể thu về chút lợi nhuận. 4 Tử vi tuần mới tuổi Mão, từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão bị bạch hổ hung tinh chiếu mạng, con giáp này cần phải thận trọng khi tham gia giao thông để tránh va chạm với người khác. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên giữ mồm giữ miệng, đừng bốc đồng sốc nổi mà mang họa vào thân, thậm chí là dẫn đến xô sát, thương tật vận trình công danh sự nghiệp tuần này hung cát đan xen công việc của con giáp này có những khó khăn trở ngại nhất định tuổi mão đang đạt được những bước tiến khá lớn nhờ có sự trợ giúp của ấn quan nhưng vẫn bị kẻ tiểu nhân ghen ghét đổ kỵ nên hết lần này tới lần khác ngán trở hãm hại đường tình duyên cũng không được suôn sẻ như ý mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy vấp phải sự phản đối từ gia đình người thân đòi hỏi con giáp này phải vững vàng kiên định với tình cảm của mình có những thứ cần thời gian để chứng minh và tình cảm của hai người cũng vậy. May mắn là con giáp này trong tuần sẽ có tài lộc khá tốt. Tuy nhiên bản mệnh đừng quá sốt ruột lo lắng khi gần hết tuần trôi qua mà chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào của tiền bạc ấy là bởi cuối tuần thần tài mới cho tài lộc về nhà. Khi cơ hội tốt đẹp đến hãy nhanh chóng nắm bắt nhé. Năm từ vi tuần mới tuổi thìn, từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. Tử vi hàng tuần cho thấy người tuổi thìn bắt đầu tháng 11 với những tin vui về chuyện tình cảm. Con giáp này và người ấy cuối cùng đã thừa nhận tình cảm của mình với đối phương và quyết định tiến tới mối quan hệ chính thức. Trong khi đó các cặp vợ chồng tình cảm cũng vô cùng hài hòa, êm đẹp. Đường tài lộc có dấu hiệu chuyển biến tích cực, đầu tuần là lúc để bản mệnh tăng tốc cả người làm công an lương và người làm kinh doanh đều đón các khí tài khí vượng nhất vào thời điểm này thực thần sẽ cho nguồn thu nhập bất ngờ đó con giáp này chẳng lo chuyện chi tiêu nhiều nữa tuy nhiên vận trình công danh sự nghiệp của tuổi thìn lại có những bước thăng trầm có những lúc con giáp này muốn buông bỏ tất cả bởi mệt mỏi may nhờ y cắt tinh nâng đỡ nên mới có thể bước tiếp Bản mệnh nên nhớ rằng không có con đường đi đến thành công nào dễ dàng cả, vì thế đừng vội vàng buông xuôi nhé. Công sức con giáp này bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng vào khoảng cuối tuần. Chớ nên sốc nổi, bản mệnh sẽ dần khẳng định được năng lực của mình là xứng đáng. Mỗi lần vượt qua được khó khăn, thử thách người tuổi thìn sẽ rút ra được những bài học quý giá và hoàn thiện bản thân hơn. 6. Tử vi tuần mới tuổi Tỵ từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. Tử vi phương Đông 12 con giáp nói rằng người tuổi Tỵ có những mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình của mình. Con giáp này có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vô cùng. Có những chuyện nên nói thẳng, nhưng bản mệnh lại chọn cách im lặng khiến bầu không khí ngột ngạt hơn với những người còn độc thân có những vấn đề khúc mắc riêng tư khiến cho con giáp này không thể nào tiến bước được để bắt đầu một mối quan hệ mới bản mệnh mong muốn có được tình yêu nhưng lại không dám dấn thân cứ lo sợ mình bị đối phương phụ bạc tổn thương vận trình tài lộc có phần xa suốt khiến cho con giáp này cảm thấy đau đầu khi mà cả đại hao cả kiếp tài cùng ập tới Bản mệnh cần phải cân nhắc kỹ trước những quyết định lớn liên quan đến tài chính nếu không sẽ mất tiền hao của, thậm chí có người còn rơi vào cánh túng thiếu nợ nần. Đường công danh sự nghiệp đầu tuần không được thuận lợi cho lắm. Thương quan khiến bản mệnh dễ sao lãng, mất tập trung trong khi làm việc, thay vào đó là mải mê theo những câu chuyện phiếm của đồng nghiệp. Phải tới cuối tuần thì con giáp này mới dần lấy lại được phong độ cho mình. 7. Tử vi tuần mới tuổi ngọ từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, đây là khoảng thời gian tuổi ngọ phải đưa ra lựa chọn về chuyện tình cảm của mình. Nếu con giáp này không quyết đoán thì có thể nhân duyên sẽ đứt đoạn bất cứ lúc nào. Cơ hội tốt không phải lúc nào cũng đến đâu, chính vì thế bản mệnh cần phải biết nắm bắt vận trình tài lộc của con giáp này trong tuần cũng không được ổn định cho lắm mới có tiền về tay đó nhưng lại có thể mất tiền ngay sau đó vì những phút chi tiêu ngẫu hứng bản mệnh cần phải quản lý tài chính của mình tốt hơn tránh để việc này tiếp diễn khiến ngân sách cạn kiệt nhanh chóng không những thế tiểu hao hung tinh còn cho thấy sẽ có những vấn đề bất ngờ nảy sinh tiêu tốn của con giáp này một khoản tiền nho nhỏ để giải quyết nếu như bản mệnh có kế hoạch tiết kiệm tiền ngay khi có được thì sẽ không phải lo lắng nhiều nữa. Về phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ thời điểm đầu tuần chưa có nhiều khởi sắc, nhưng từ giữa tuần trở đi vận trình sẽ biến chuyển tích cực hơn rất nhiều. Chính ấn nâng đỡ, những sự cố gắng và nỗ lực của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng, gặt hái được không ít thành quả. 8 từ vi tuần mới tuổi mùi, từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. Theo tử vi tuần mới này, tuổi mùi sẽ đón các khí vây quanh, tình cảm thăng hoa như ý muốn. Con giáp này có được người mình yêu thương, không muốn chia xa dù chỉ một phút giây. Bản mệnh còn độc thân cũng có cơ hội làm quen, kết giao với nhiều đối tượng khác giới, gia tăng thêm nhân duyên cho mình tuy nhiên đường công danh sự nghiệp của con giáp này lại không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm thương quan cảnh báo người tuổi mùi nên biết kiểm soát cảm xúc của mình đừng để cho những việc cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích chung hãy làm việc với thái độ chuyên nghiệp cần thiết ngũ quỷ hung tinh nhập mệnh báo hiệu rằng tiểu nhân xung quanh sẽ còn gây ra nhiều sóng gió trong khoảng thời gian tới của con giáp này lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là hãy thận trọng với từng hành động của mình tránh để những kẻ xấu bụng chú ý mà tìm cách phá hoại về phương diện tài lộc đầu tuần là thời điểm tốt để con giáp này làm đầy túi tiền cho mình bản mệnh có thể sẽ được thiên tài dẫn dắt cho dùng tài lẻ của mình kiếm được bộn tiền luôn đó có điều từ giữa tuần trở đi tài vận ảm đạm chớ nên manh động liều lĩnh đầu từ bất cứ thứ gì nhé 9. Tử vi tuần mới tuổi thân, từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi thân trong tuần tương đối bất ổn. Chỉ có đầu tuần là lúc cát khí vượng nhất mà con giáp này có thể có được thứ mình cần nên hãy nhanh chóng tận dụng, bởi tỷ kiên sau đó sẽ khiến cho bản mệnh vì những suy nghĩ bảo thủ, cố chấp quá mức mà gây hỏa đường tình duyên không được thuận lợi cho lắm, có nhiều vấn đề này sinh khiến cho con giáp này khó có thể có được hạnh phúc. Những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng không ngừng xảy ra, bản mệnh cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Tranh cãi gay gắt chỉ khiến tình cảm giãn nứt mà thôi. Thái âm cát tinh ở bên, người tuổi thân có thể gặp được quý nhân là nữ mệnh hãy nhớ rằng tình yêu cần đến từ hai phía tuy lời khuyên từ người ngoài là quý giá nhưng nếu bản thân con giáp này không thay đổi thì khó có thể có được tình yêu như ý đường tài lộc trong tuần khá vượng từ giữa tuần trở đi bản mệnh hãy dốc hết sức mình để nắm giữa cơ hội kiếm tiền trong tay thực thần nâng đỡ con giáp này chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng tấn tới tài lộc đổ về nhà ào ào nhờ thế mà những nỗi lo lắng trước đó cũng vơi bớt đi khá nhiều 10. Tử vi tuần mới tuổi dậu, từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020. Tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi dậu sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp trong tuần. Con giáp này hầu như không có cơ hội để xoay chuyển vận mệnh, thiên quan luôn luôn kéo theo những chuyện thị phi, rắc rối không dứt. Dịch mã động tinh cho thấy bản mệnh có thể sẽ phải thay đổi công việc đừng ngại thay đổi bởi có thể điều đó sẽ mang thêm cho người tuổi dậu tia hy vọng về cuộc sống mới hãy dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống từ đó con giáp này sẽ thấy mình trưởng thành hơn vận trình tình duyên trong tuần của bản mệnh không có nhiều biến động tuổi dậu có thể sẽ mắc sai lầm khi lựa chọn quá nhanh khi mà tình yêu chưa kịp chín muồi đã bị đẩy nhanh tiến độ hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định thay đổi cuộc đời mình về phương diện tài lộc, con giáp này khá thuận lợi trong việc kiếm tiền. Chính tài cho thấy bản mệnh có nguồn thu nhập ổn định vững vàng nhờ chăm chỉ, biết tích cóp tiền bạc nên không phải lo lắng quá nhiều. Bên cạnh đó, tuổi dậu cũng có thể lên kế hoạch đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở thêm. 11. Tử vi tuần mới tuổi tuất từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020 tử vi phương đông chỉ ra rằng tuổi tất có thể sẽ có những tin vui mới về đường tình duyên các cặp đôi tình yêu ngày càng thăng hoa rực rỡ người độc thân đừng trần trừ gì nữa bởi đây chính là thời cơ để con giáp này kết thúc cuộc sống chăn đơn gối chiếc của mình chưa hết đâu nhé bản mệnh còn có nhiều may mắn về tài lộc nữa tiếc rằng vận may chỉ nằm ở khoảng đầu tuần thôi, càng về cuối tuần thì tài khí càng xa sút kiếp tài ngáng trở khiến cho việc kiếm tiền rất khó khăn. Người tuổi tuất cần phải chú ý trong việc chi tiêu để tránh hao hụt thêm. Đường công danh sự nghiệp cũng gặp nhiều trở ngại, dường như vận may không đứng về phía của con giáp này. Trong tuần, bản mệnh gặp phải tỷ kiên, những quyết định mang tính chủ quan có thể khiến cho tuổi tuất đi hết từ sai lầm này sang sai lầm khác và gây ra những hậu quả khó lường song bản mệnh cũng đừng quá lo lắng. Hãy cố gắng giữ vững tâm lý, bình tĩnh đối mặt với mọi việc. Thái Dương cắt tinh trợ mệnh cho thấy quý nhân là nam mạng sắp tới, có khó khăn gì hãy nhờ cậy quý nhân gánh đỡ phần nào, chỉ lối dẫn đường giúp cho con giáp này tìm thấy thành công. 12. Tử vi tuần mới tuổi hợi, từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020 tuần mới có dự báo tuổi hợi có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện không may ngoài ý muốn con giáp này bị hung tinh thái tuế đeo bám hung vận nhiều hơn cát vận chuyện tình cảm diễn tiến quá nhanh cuối cùng lại kết thúc trong nước mắt bản mệnh trải qua những ngày vô cùng mệt mỏi và đau khổ dường như những thứ đến nhanh thì không được bền lâu ít nhất là với con giáp này có lẽ bản mệnh sẽ phải mất một thời gian dài để tìm lại niềm tin trong tình yêu của mình trong khi đó những người đã yên bề ra thất dễ nảy sinh lục đục vợ chồng thiếu đi sự thấu hiểu và chia sẻ cần thiết cũng may là vận đen không bao trùm tất cả phương diện cuộc sống của người tuổi hợi đường công danh sự nghiệp tuy chưa thực sự khởi sắc nhưng cũng đã có những dấu hiệu đáng mừng khi mà ấn quan kết hợp giảm bớt những tác động tiêu cực của tiểu nhân thiên quan trong tuần này đường tài lộc vượng phát thực sự là điểm sáng của con giáp này khi mà tiền bạc ùn ùn đổ về túi không đếm xuể Bản mệnh hãy nỗ lực nhiều hơn khi mà đang có thực thần ở bên, lộc trời cho không nhận thật quá uổng phí. Đừng để cơ hội ngay trước mắt mà còn vụt mất nhé. Trên đây là tử vi tuần mới từ 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2020 của bạn. Mong rằng những dự báo này sẽ giúp bạn chuẩn bị hành trang đón tuần mới tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.